Đừng bao giờ ăn bánh sữa chua của địch để Nhật Ba, hãy nhìn nhận ra luôn là biết. Làm fan thì ai mà chẳng muốn được tương tác với idol, thậm chí mong có ngày được làm này làm kia với người mà mình thần tượng bấy lâu ấy chứ. Thế nhưng có một điều mà chúng tôi phải nhắc trước, đó là có những chuyện mà các fan nên tránh làm cùng idol mình, nếu không sẽ phải ôm hận. Vì như ba mỹ nhân đình đám của showbiz như Dương Mịch, Triệu Lợi Dĩnh hay địch để Nhật Ba, có được gặp ba người họ thì hãy nhớ tránh xa điều này ra nhé. Không ăn bánh sữa chua của địch để Nhật Ba. Là người hâm mộ của địch để Nhật Ba, chắc chắn không ai không biết rằng cô nàng sở hữu món tủ mang tên bánh sữa chua. Không biết là Nhật Ba say mê món này cỡ nào mà đi đâu cô cũng mời mọi người ăn bánh sữa chua. Đến mức mà Nhật Ba nổi tiếng trong giới vì món bánh này. Với phương châm hệ gia nhập đoàn phim mới là phải mời mọi người, bao gồm cả bạn diễn, ăn bánh sữa chua. Và sự thật là món bánh này rất khó ăn, không ít nam diễn viên sau khi được Nhật Ba mời ăn bánh sữa chua đã phải nhăn mặt nhăn mày. Nạn nhân gần nhất có lẽ là Nhậm Gia Luân. Đoạn clip ghi lại gương mặt khi ăn bánh sữa chua của anh làm cộng đồng mạng được fan cười ngặt nghẽo. Vừa đến các fan à, có yêu thương idol đến mấy thì đừng cố mà ăn bánh sữa chua nha, không thôi là hối hận đấy. Cẩn thận khi nói chuyện với Lợi Dĩnh. Chị Lợi Dĩnh trong giới được đặt biệt danh Triệu Tiểu Đao. Đơn giản vì khi nói chuyện với cô, nếu không chú ý có thể bị bổ cho vài câu gây sát thương khá mạnh. Không ít nghệ sĩ đã từng chịu đau thương vì những màn bổ đao của Lợi Dĩnh, nên fan cũng phải cẩn thận nếu có gặp được và nói chuyện với Lợi Dĩnh. Tất nhiên là nếu nào gặp gỡ fan, chúng tôi nghĩ Lệ Dĩnh sẽ đem bớt cái sự ngang ngược của mình thôi. Đừng dại chơi game cùng Dương Mịch. Idol Dương Mịch cũng biết đây là một nữ game thủ chính hiệu và trò chơi mà nữ diễn viên ưa chuộng, đó là Vương Giả Vinh Diệu. Theo chúng tôi được biết thì gần đây Dương Mịch đã tham gia show Chuyển Đầu Đến Đỉnh Cao và khoe kỹ năng chơi game cực đỉnh của mình. Cô chơi siêu đến nỗi các nam nghệ sĩ khác như Hoàng Minh Hạo, Trương Đại Đại cũng phải ngưỡng mộ. Hơn nữa, cả blogger từng tiết lộ rằng nếu ai chơi gà quá, Dương Mịch sẽ block luôn người đó. Bởi thế mà tránh tình cảm giữa fan và thần tượng sứt mẻ, còn hãy fan nên tém tém lại, đừng dại mà chơi game với siêu cao thủ như Dương Mịch nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.